sun rays and the no swimming, boating or fishing allowed. Tới chỗ này cấm bơi, cấm đi thuyền và cấm câu cá. Why? Wetlands are vulnerable. This is the wetland areas, okay? Alright. Florida law prohibits feeding or attempt to pet any wild animals. Hey, khu công viên cái địa lệ ở Florida nè quý vị. Gì vậy bên đây nè? Wetlands. Coi như là chim chóc, coi như là cò bay thẳng cánh. Về cò quá trời kìa. Gì đó. Cò cá sấu rồi nữa nè. Alligator. Oh wow, look at that. See? Thấy cò không? Kìa, cò quá trời kìa. All the birds. See all the birds? Thấy chim cò quá trời kìa. Wow, look at that. See that? Đây có điều miễn phí hết quý vị. Có cầu cảng ra đó ngắm cá ngắm tôm chụp hình rồi đó kìa. Miễn phí luôn. Còn xa xa kia là có mướn thuyền, đi thuyền ra đảo, mướn kayak, mướn jet ski rồi đó. In front of us, far in the distance is Panama City skyline. Cơ, thành phố Panama kìa. Cái chỗ mà hôm qua mình chơi biển ở dưới đó. Thấy không? Hôm qua mình chơi biển ở dưới, okay, nguyên từ trên đó xuống tới đây luôn nè. Xong rồi xa, all the way down. Miles and miles of white sands and clear Emerald Beach. Coi nước biển nó đẹp rồi kìa. Look how cool the water is. Big wave, nice sunny sky. Quá đẹp quý vị. Look at the water. Look how cool this is. You can easily surf in this wave and have fun. Oh, have some powerful waves. And since I don't have anything to surf with, I'm gonna swim with it. Alright, 1, 2, 3. For red book one to me. Oh my. Trời vui quá quý vị. Đang tắm biển ở Panama City nè, thấy không? Quý vị thấy sân thao của em nè. Tòa nhà cao ốc không hả? Quý vị thấy chỗ này nè, biển nè. Có cái pier nè. Có sóng to gió lớn nè, chơi đã, nước xanh ngọc bích nè. Đi. Nè sóng nè, quên. Oh, thấy đã không? Wow. Hold up now. Hold up.